Đấy. Uầy, sợi mà băng ấy. Wow. Bây giờ nếu mà nói các bạn build một bộ máy tính RGB thì nó quá dễ rồi. Bây giờ chúng ta có mainboard này, card này, ôi tản nhiệt này, quạt này, đến cả nguồn và dây nguồn cũng RGB nốt. Nên là bây giờ nếu mà mình hướng dẫn các bạn build một cái bộ máy RGB thì nó hơi bị lỗi thời rồi. Nhưng bây giờ chúng ta phải mở rộng cái RGB của chúng ta ra. Và hôm nay thì chúng mình sẽ biến tất cả một góc tường này thành một cái động RGB đúng nghĩa. Các bạn đã biết gì chưa? Hacom mở cửa xuyên Tết từ 21 tháng 1 tới 25 tháng 1, tức từ 30 Tết đến mùng 4 Tết âm lịch tại Hacom Đống Đa và Hacom quận 7. Đặc biệt, Hacom còn có khuyến mãi giảm 10% toàn bộ các sản phẩm PC, laptop, gaming gear từ 2 triệu đồng. Hacom xin kính chúc quý khách hàng một năm mới an khang, thịnh vượng. Để biến cái chỗ này thành một cái động RGB thì hôm nay mình có rất nhiều sản phẩm. Đầu tiên là cái bộ đèn LED giống như Nanolip nhưng mà của G-Line với giá rẻ một nửa. Thứ hai đó chính là những cái đèn giải đèn LED RGB, các bạn thấy rất là nhiều hộp ở đây. Và hôm nay có đến tận 9 hộp và mình lắp thì chắc là đến khoảng tầm ngày mai mới xong mất. Xin chào anh em. Hôm nay bây giờ lắp đống này anh. Đúng rồi, nhìn nhiều lắm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi từ to đến nhỏ nhá. To nhỏ. Đầu tiên anh sẽ có cái này, đây là đèn LED ambient thì tí nữa cho mình dán. Đây là đèn LED của bàn luôn. Bàn. Nhưng mà em cho em hỏi một câu là cái bàn của mình dính sát vào tường thì dán kiểu gì? Chúng ta dán là sẽ dán hắt LED xuống dưới và hắt LED vào tường. À, LED. Okay. À. Thì hôm trước em lắp ở nhà Kiên là sẽ thấy là nó cũng có cái nó là cái góc 45 độ. 45 độ. Đấy. Cái. Nhưng cái đấy chúng ta sẽ lắp sau, bên chúng ta phải cái khó nhất đầu tiên đã. Vâng. Chính okay. Là cái bộ Nanolip phà kè đây, Nanolip China này. Nanolip China đấy. Rồi. Thì G-Line thì các bạn biết thì nó là một thương hiệu con của Xiaomi. Đây chúng ta mở hộp, đây là cái bộ kit là có 6 tấm và một controller. Thì giá nó là khoảng tầm 2,5 triệu. Mà của bên Nanolip bao nhiêu tiền anh? Hơn 5 củ đi. Hơn 5 củ, trời đất. Đấy, giá rẻ một nửa mà. Giá rẻ một nửa, rất là hợp lý rồi. Mà hỗ trợ cả Razer Chroma này, Hey Google này, Amazon với cả SmartThings. Mỗi tội là không có... SmartThings là của Samsung thì phải. Của Samsung ấy. Ngay anh đang dùng cái SmartThings này này. Tủ lạnh, điều hòa, máy giặt các kiểu đầy đủ sẽ có đấy. Rồi, unbox cho các bạn xem này. Đây, cái bộ này nhá. Chúng ta sẽ có khá là nhiều thứ. Chúng ta sẽ có là giấy này. Giấy, tấm. Một tấm này. Xong rồi giấy này, giấy là giấy diffuse đúng không anh? Cho nó không bị gắt sáng diffuse. Quá. Anh tưởng giấy chống xước. Giấy chống xước à? Chống xước thôi. À, ôi dồi ôi. Tưởng giấy diffuse thì hơi cháy rồi, giống như hệt như đèn studio. Đây, đây giấy. Đây chúng ta có 3 tấm này. 3 tấm. Lại tấm giấy nữa, 4 tấm này. 4 tấm. 5 này. 5 tấm. 6. Rồi, 6 tấm. Và đây là cái bộ kèm controller, nên chúng ta sẽ có cái dây dây nguồn tới nguồn đúng rồi, từ nguồn và nguồn cho cái này nó khác, và cuối cùng là một cái controller. Controller đâu đúng rồi, controller đây, controller ở đây ảo ấy, tức là thế nào nhỉ? Audio này chúng ta phải đây audio này. À rồi, đây là chế độ sáng. Đây là controller chế độ sáng và đây là nguồn. Đúng rồi, tức là hai cái này chẳng liên quan đến nhau cả. Rồi, ok. Tức là em ở đầu sông hay ở cuối sông đấy. Và có thể gọi em unbox đi. Để và bây giờ thưa anh, nếu các bạn mới lắp ấy thì các bạn sẽ không phân biệt hình dung được là các bạn sẽ lắp kiểu gì, lắp như thế nào đúng không? Thì các bạn có hai cách. Một là các bạn sẽ lên Google, các bạn có một tấm Nanolip này. Thôi chúng ta sẽ Nanolip design. Chúng ta dùng G-Line nhưng mà chúng ta dùng phần mềm của Nanolip nha. Chúng ta dùng gọi là cái layout của Nanolip nha. Đấy, Google có rất là nhiều những cái hình mẫu anh em có thể lựa chọn theo, nó rất là dễ. Nhưng mà có một cách nữa, đó chính là nếu anh em không thích hình này, em thích sáng tạo vô biên chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có một cái là bạn phép là layout Nanolip của họ là các bạn sẽ đây dùng với con triangle của các bạn để tự thêm những cái bộ của mình vào và các bạn tự vẽ. Đây, các bạn tự vẽ được nhá. Đây là app của Nanolip luôn, các bạn tự vẽ được. Các bạn vẽ hình là các bạn tính số mảnh là bao nhiêu. Thì ở đây mình đã có làm một cái hình. Mình làm hình đốt nhạc này thì mình tính tổng là 18 tấm. Nên là hôm nay chúng mình có. Và một cái điều lưu ý là với cái bộ này theo mình tìm hiểu thì một cái controller này cấp được tối đa cho 12 đèn. Nên là với 18 tấm đèn mình sẽ cần hai controller. Tức là mình cần hai cái hộp 2,5 triệu. Và mỗi bộ mở rộng chúng ta sẽ có là 3 tấm. Nên tổng sẽ là 18 tấm. Thế để ở đây. Thế ra không mua 3 bộ 6 tấm anh. Thế thì có phải 18 tấm. Thì có phải là 18. Thế mà lại tối thêm một điện. Bây giờ lại 3 bộ là 7,5 triệu. Như kia một bộ mở rộng 3 tấm nó có 1 triệu thôi. Tức là rẻ hơn. Không cần controller nữa. Mất tiền controller rồi, em hiểu. Đã hiểu.
Nếu mà chỗ này là Nanolip thì chúng ta sẽ có mức giá lên đến khoảng tầm rất là vài chục triệu. Vài chục triệu đấy. Nhưng mà G-Line khoảng tầm 10 triệu thôi. 10 triệu hơi rẻ quá. Đây thì họ cho chúng ta những cái dán thì đây. User Guide đây, có hướng dẫn sử dụng đây nhá. User Manual đây, rất là dài. Như là mình và các bạn là đừng bao giờ bỏ qua hướng dẫn. Các bạn cứ đây, họ hướng dẫn nhưng mà khá là ngắn. Anh em chỉ cắm cái đầu này vào đầu kia thôi. Nhưng mà thế dính cái tường là gì anh? Đây, họ có cho mình tấm dính mà. À, đây, tấm dính như này. Xịn luôn. Tôi ảo nhỉ. Không phải lo. À, tức là trong cái hộp này có mấy cái tấm dính luôn. Trong hộp có tấm dính đấy, em không phải lo. Đây, nó sẽ có cái mạch. Giữa những cái này nó sẽ có cái mạch anh em ạ. Đây là cái mạch kết nối giữa hai tấm. Đây là nó sẽ có chữ Next và Previous này. Đấy, tức là tấm trước, tấm sau đúng không anh? Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chơi tấm này. Nên là hiện tại là ở đây chúng ta sẽ có chiều ra là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tấm. Đây, controller anh sẽ để ở bên dưới này. Vâng, đúng rồi, controller cũng đẹp. Đây, nhưng mà cái này công nhận là nó cũng có một vài điều hơi bất cập một tí. Đâu, tại vì anh phải hiểu là cái hai cái đầu này đúng không? Next và Previous gắn y hệt nhau. Gắn y hệt nhau. Nên là nếu mà anh mà lộ đầu là chắc là không lên được đâu. Đúng rồi. Hai đầu y hệt anh em ạ, cắm y hệt luôn, không khác gì. Đây, mới làm một cái design sẵn ở đây rồi. Thì nhưng mà đồ nguồn chắc để dưới này đi. Thế cái này mỗi cái là một miếng hay là một cái hai miếng? Đây là của pack 6. Pack 6 là có 6, 4, 3, 2, mỗi cái 6, 3, 18. Mỗi cái là 3 tấm rồi. Mỗi cái 3 miếng rồi. 6, mỗi cái 4 miếng. Tại vì đây là 4 đấy. 4 tấm vào đâu? Ở nhà, tam giác 4 rồi đâu. Một cái giữa. Ôi, thế 3 đủ rồi. Nói chung là chắc là cho thừa ra. Ú, chắc có thừa mình ra. Cái thừa ra không gì, thế rồi dán một gì đi. Gì để cho chắc chắn, tại vì em thấy cái băng dính nó không đủ dài, đủ cao để gắn vào đây. Cảm giác như vậy. Ui, nó được. Không gì, nó toàn chứ cái nào mà anh em nào mà gắn trượt là thôi đấy nhỉ. Bảy màu luôn đấy. Mà gãy cái mạch này nó còn không cho thừa ra đúng không? Hình như nó không cho thừa ra anh ạ. Đúng rồi đấy. Mua tấm khác vậy. Mua tấm khác. Rồi. Chúng ta sẽ có cái iPhone có một cái app là cái app đo đạc nhá. Thế anh dùng cái phần đáy dưới cùng của nó ấy. Đây. Em ạ. Cân rồi, cân đét rồi, không độ rồi. Chẳng 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 chẳng. Giờ cái này cắm tiếp vào nãy đây đúng không? Được. Anh nào mua cái này về là cũng khá là tốn công để cân đo đong đếm đấy, chứ không dán nó không có làm lại đâu. Với cả anh em phải biết được rằng là trước là mình gắn free hay nick. Bởi vì bây giờ không tháo được mà check đâu. Ờ nhỉ, lúc đấy free hay nick nhỉ. À, nick ra ngoài. Nick đây bây giờ là đang đi theo vòng này xong rồi ra đây đúng không? Nick đúng không? Đây, nick đây. Đây thì tức là đây là điểm nguồn đây xong rồi đi như này, xong rồi về đây. Okay. Thế của anh này. Nha. Yeah. Đây, xong anh gắn luôn cái nguồn vào dưới cái đấy đi. Cái đấy là cái... Anh ấy là phải gắn nguồn vào đây chứ. Cái đáy, nó là cái đáy mà. Đây nhá. Cái đáy. Đúng không? Cái đáy xuống dưới mà. Đấy, ở đây thì nó đi thường này. Đấy đúng rồi, đấy. Ui, nhưng mà thế thì cái này gắn là gì nhỉ? Khó hiểu nha. Mình đã không biết là cái đường điện nó là kiểu đi một vòng, xong nó quay về, hay là nó còn tách ra các kiểu đứng song song các thứ. Kệ, cắm thử bên ngay. Cắm nó xong biết là nổ bên ngay đấy. Đúng rồi, nổ bên ngay. Đây, các bạn có một cái đầu nguồn là đầu đây nhé, cắm vào nách nhé. Ôi trời. Ây da, uầy. Thì trông hoành trá thành, hoành trá tràng ấy, được ấy. Được cắm nóng, được cắm nóng nhá. Cắm nóng luôn nhá. Em muốn chuyển chế độ này. Uầy, thế mình vừa cắm vừa test rồi. Nhìn cái tấm led đẹp ấy. Nó bị dịu anh ạ. Nó bị dịu ấy chứ nó không bị bóng quá. À không, đến lúc mà nó tối tối nó nhìn trông hơi xấu. Nhưng mà lúc bình thường nó đẹp. Được đấy. Ui. Trời ơi. Mê nhá. Nói chung là cũng đẹp anh em ạ. Chất đấy nhỉ? Quá chất luôn đấy. Nhưng mà em để ý là đây là do nó vẫn sẽ có ba bóng led mạnh nhất đây. Rồi nó ba bóng đúng rồi, nó ba bóng led. Nhưng mà để ý là cái độ tản sáng ấy nó sẽ không được xịn bằng Nanolip. Nanolip nhìn nó vẫn mượt hơn. Bây giờ Tết rồi mà. Tết là các bạn mua này về làm nhà đẹp, trang trí nhà đẹp này. Các bạn làm phát rồi cháy luôn. Tại vì các bạn bây giờ đang máy RGB nhiều rồi, nhưng mà nó quá thường rồi, nó quá bình thường. Đến ngày các bạn nhà các bạn nhìn là thấy ao trình luôn. Trời ơi.
tí nữa thử có một cái vấn đề nữa em muốn thử ấy, đó chính là tí nữa mình còn thừa ra mấy cái này không? Em thử dính cái tường nó giật ra xem nó bị hỏng sơn không. Tại vì về lý thuyết là nó phải giải pháp nó phải tốt đâu. Anh nghĩ là nó sẽ như thế này, nó sẽ tùy vào lớp sơn nhà em, lớp sơn gì. Ví dụ em sơn thẳng lên bê tông ấy thì nó sẽ rất là chắc. Còn nếu em sơn đè như kiểu đây đang sơn đè này, trước đây là một cái lớp sơn màu xanh. Thì bây giờ có sơn đè lên thì không phải chắc chắn được. Như nhà anh sơn đè lên là bóc còn chính là bừa luôn. Luôn. Nhà anh là sơn đè. Còn chuẩn là em phải cạo đi bả lại luôn mới chắc vào được. Nó tùy thuộc vào nhà các bạn sơn kiểu gì đấy cơ. Ui. Bay sơn nhá, bay đậm luôn đấy. Thôi. Bay sơn này anh em ạ. Đây em nhìn này. Bay đến tận lớp cuối cùng luôn đấy. Rất chắc chắn nên là thôi. Cho nó lại. Cùng bách. À không, mình sẽ có thể điều chỉnh một cách này. Đó thì em bảo là hơi nghiêng một tí thôi. Kiểu cố gắng hơi nghiêng một tí trước khi gắn lại vào. Thôi xong. Thôi xong rồi, mất rồi. Đây là lý do tại sao mà Eli họ cho thêm chúng ta thêm đấy. Bóc ra phát là không dán lại được nữa. Đây là một lớp sơn đè, anh em thấy là anh em nhà mà sơn đè thì càng sáng này chắc chắn là bóc là to nhá. Còn bay màu luôn. Còn nhà mà sơn bạ thì mình nghĩ nó sẽ chắc hơn một tí. Ôi, kết nối nó hơi 6, còn 3 tấm nữa là tối đa của chỗ này rồi. Nhưng mà cái này bảo hành kiểu gì nhỉ? Không biết bảo hành kiểu gì. Bây giờ nếu mà có lỗi thì cũng chỉ có lỗi người dùng như lỗi gì nữa. Đúng rồi, các bạn bây giờ ví dụ anh em học tấm này chẳng hạn. Đúng rồi, thế bây giờ thả cái gì nhỉ? Xong rồi giật ra mắt. Với vào vẩn luôn. Nếu hôm phối chi like ra xem video cho mình biết là nếu bảo hành của anh kiểu gì không? Chúng mình không muốn bóc cả cái tấm này ra đâu. Đúng rồi. Là một trường Radio Roma ấy, tức là nếu như anh làm, anh có thể cài đặt tua máy trong game vào đây được. Tua máy trong game vào đây được. Tua máy trong game vào đây. Radio Roma là hoàn toàn có thể các bạn chỉnh trong những game như Dust và Assetto Corsa là FLC các thứ, các bạn chỉnh tua máy, cải thiện màu tua máy. Anh em ví dụ nhá, anh em đo ở nhà mà thức cân bằng đây này, thì nó sẽ cân bằng theo tờ đất theo trái đất này hả? Và đa số nhà chúng ta đều bị nghiêng một góc nào đấy. Và bàn chúng ta lúc nào bị nghiêng. Đúng rồi, bàn làm sao. Nhưng mình đo là mình đo cân bằng đất. Nhưng mà bây giờ hiện tại là cái nhà nó nghiêng. Nhưng mà bây giờ chúng ta bắt đầu sẽ phải là thêm nguồn vào đấy. Thế thì tí nữa phải có mỗi nguồn xuống dưới đây. Một nguồn xuống dưới đây là mới đủ đâu. Như bây giờ đang là tối đa là 12 tấm của một nguồn. Một nguồn, đúng rồi. Đây mình dùng là 18 tấm, nên là mình sẽ phải dùng là 2 nguồn. Thế thì tí nữa, thế đúng rồi, cái tấm cuối cùng này là tấm được chứa nguồn là đẹp này. Nó sẽ rất đẹp luôn đấy. Nick vào tấm mới đúng không? Vâng, Nick vào tấm mới, Pre vào tấm cũ. Ô, vẫn sáng này, qua tấm vẫn sáng này. Em nghĩ là nó kiểu, tức là cái này nó đang xác định để cho kiểu ví dụ như là nếu mà đang ở độ sáng nhất thì là được maximum bao nhiêu tấm ấy. Em nghĩ thế, là sáng nhất là bao nhiêu tấm. Đây các bạn lưu ý dán nhất thì các bạn dán theo đúng cái chiều kiểu này này, 3 tấm 3 góc này. Thì sẽ trước các bạn mà dán kiểu một tấm đây và 2 tấm đây là nhìn nó bị đuổi đấy. Để nó phẳng thì các bạn dán 3 tấm 3 góc này, phẳng nhất. Nó vẫn sáng. Hãy được không? Thế này là được rồi nhưng mà nó chưa hoàn hảo. Để bảo Kiên gỡ ra hết. Đúng rồi, bảo anh Kiên gỡ ra nha, anh Kiên nâng lên tầm đúng cái khoảng kia luôn đấy, đúng cái khoảng kia luôn này. Bảo là tập đây đi không chập. Cay thế nhỉ? Cay thật đấy. Thì đây mà nếu mà nâng đúng cái khoảng lên trên kia là coi như là gắn được cái này nó đẹp luôn đấy. Và đây họ bảo là một cái tấm này cũng tối đa là cho 12. Nhưng mà hiện tại là mình đang gắn là bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 tấm. 17 tấm. Nhưng mà có khả năng tại vì nó chưa sáng hết. Anh thấy em thử nhá. Đấy. Uầy, sơn vào băng ý. Wow. Nó nhận nhiều tín hiệu mà nó bị ngáo anh em ạ. Rồi, bỏ. Đúng là cái này vẫn còn những cái thứ nó chưa được tối ưu lắm. Ví dụ như bây giờ nó mà thông minh hơn ấy thì nó sẽ là cắm vào đây, xong rồi nếu mà mình bấm ở bên nào thì nó nhận tín hiệu bên đấy cả giả luôn. Đây là con đấy này, là con đấy rồi. App G-Line. Phải app G-Line. Xong rồi từ app G-Line nó lại bắn telemetry sang app của bọn kia, bọn home kia. Mệt phết. Em ơi, anh vừa bắt kết nối vào cái tấm này, em lại cứ rút ra rồi. Đây, bây giờ tấm này được rồi. Ok.